Ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, Nga chưa bao giờ từ bỏ đàm phán và luôn sẵn sàng đàm phán với các bên liên quan để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đàm phán là lựa chọn ưu tiên của Nga. Việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chỉ là giải pháp cuối cùng khi các yêu cầu về đảm bảo an ninh của Nga bị từ chối một cách dứt khoát bình luận về việc ngoại trưởng ukraine dmitro kuleba tuyên bố ukraine sẵn sàng đàm phán với nga trong cuộc gặp với ngoại trưởng trung quốc vương nghị ở bắc kinh ông peskov khẳng định thông điệp này phù hợp với quan điểm của nga Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh quan điểm của Ukraine trong việc sẵn sàng đàm phán với Nga vẫn cần được làm rõ thêm. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng cả Nga và Ukraine gần đây đều tỏ ra sẵn sàng đàm phán ở các mức độ khác nhau, đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột, sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy các bên liên quan quay trở lại đàm phán. Phương Tây báo động sau đòn mạnh Nga giáng xuống Ukraine Mới đây, tờ Military Watch đã viết rằng các lực lượng vũ trang Ukraine phải chịu một trong những tổn thất lớn so với lính đánh thuê phương Tây gần Kharkov. Tài liệu cho biết cuộc tấn công mới nhất là một trong những tổn thất lớn nhất của lính đánh thuê phương Tây tại Ukraine vào năm 2024. Như các nhà báo đã chỉ ra rằng, quân đội Nga bắt đầu tích cực tìm kiếm và tiêu diệt các quân nhân nước ngoài trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công một điểm triển khai tạm thời cho các huấn luyện viên và lính đánh thuê từ các nước phương Tây ở Anh, đã khiến khoảng 50 huấn luyện viên nước ngoài thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc tiêu diệt lính đánh thuê từ Mỹ, Anh, Georgia và các nước khác và thường xuyên báo cáo về việc đánh bại những nơi mà người nước ngoài tập trung chiến đấu bên phía Kiev. Bộ cũng đã nhiều lần cảnh báo công dân nước ngoài không nên đến Ukraina và nhấn mạnh rằng lính đánh thuê không được coi là chiến binh theo luật nhân đạo quốc tế và không được hưởng quy chế tù nhân chiến tranh. Theo bộ này, trong chiến dịch đặc biệt, hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến nước Ukraina để tham gia các trận chiến bên Kiev. Trong thời kỳ này, khoảng 6.000 chiến binh đã bị tiêu diệt. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước Phó tổng thống Kamala Harris 3 điểm trong cuộc thăm dò đầu tiên của CNN kể từ khi tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Ông Trump đã dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 49-46%, một tỷ lệ sát sao hơn các cuộc thăm dò trước đây của CNN giữa ông Trump và tổng thống Biden. Các đảng viên dân chủ đã nhanh chóng ủng hộ bà Harris với tư cách là ứng cử viên tiềm năng mới và 90% thành viên đảng này bày tỏ ủng hộ quyết định rời khỏi cuộc đua của tổng thống Biden. Khoảng 95% cử tri ủng hộ ông Biden trong các cuộc thăm dò trước đây cho biết họ sẽ ủng hộ bà Harris, trong khi 92% những người ủng hộ ông Trump trước đây khẳng định sẽ gắn bó với cựu tổng thống. Trong số những cử tri chưa quyết định trước đây có 30% ủng hộ bà Harris và 27% ủng hộ ông Trump. Theo kết quả thăm dò mới đây của CNN, sự ủng hộ đối với bà Harris trong giới trẻ, cử tri gốc Phi và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha đã mạnh mẽ hơn so với ông Biden phó tổng thống Mỹ cũng giành thêm lợi thế trong số các cử tri độc lập so với ông Biden, với tỷ lệ ông Trump dẫn trước bà Harris 46-43% trong cuộc thăm dò gần đây, cao hơn tỷ lệ 47%-37% giữa Trump với Biden trước đây. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 diễn ra ngày càng gay gắt khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tập hợp đủ sự ủng hộ để trở thành ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc đối đầu cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chọn để tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau khi ứng viên tổng thống Đảng dân chủ, đương kim tổng thống Joe Biden, tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà trắng tháng 11 năm 2024. Dù chưa nhận đề cử chính thức, trong bài phát biểu ở Wisconsin, bà Harris tự tin sẽ tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết, từ đó đoàn kết Đảng dân chủ và sẵn sàng đi đến chiến thắng. Phó tổng thống Mỹ cũng dành phần nhiều dung lượng bài phát biểu chỉ trích đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa và hứa ưu tiên nhu cầu của tầng lớp trung lưu và người lao động hơn là của các tập đoàn hoặc giới tỷ phú. Hôm 23 tháng 7, thượng nghị sĩ George Trummer, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện và hạ nghị sĩ Hakim Jeffries lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện đều nhất trí sẽ ủng hộ bà Harris làm ứng viên tổng thống đảng dân chủ. Ông Jeffries tuyên bố bà Harris sẵn sàng, quyết tâm và đủ khả năng lãnh đạo chúng ta đi tới tương lai và sẽ là người đấu tranh vì cử tri khắp đất nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu từ phòng bầu dục của Nhà Trắng về việc ông quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó tướng Kamala Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Bài phát biểu đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên trước công chúng của Biden kể từ khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua hôm 21 tháng 7 vừa qua. Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho phòng bầu dục, nơi ghi dấu ấn của các đời tổng thống Mỹ cũng như tình yêu với đất nước. Tôi tin rằng những thành tích, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn tương lai của tôi xứng đáng để tôi có thêm nhiệm kỳ thứ hai. Thế nhưng nền dân chủ là điều trên hết, trên cả tham vọng cá nhân, nên quyết định sáng suốt nhất là trao lại ngọn đuốc cho thế hệ tiếp theo. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Bên cạnh đó, vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ cho biết ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho các ưu tiên của mình trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ đồng thời nhắc lại sự ủng hộ dành cho bà kamala harris một người ông cho rằng có kinh nghiệm cứng rắn và có tố chất lãnh đạo để thay thế ông bài phát biểu của ông biden diễn ra trong bối cảnh cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà harris và cựu tổng thống donald trump luôn ở thế bám đuổi Obama nhau với sự cách biden. biệt không lớn hiện bà harris đang nổi lên là một đối thủ tiềm năng của ông trump nhờ sự ủng hộ của các thành viên cấp cao của đảng dân chủ cùng giới trẻ cử tri gốc phi cử tri nói tiếng tây ban nha và cả các cử tri độc lập Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý, trong một bài phát biểu ghi hình cho lễ khai mạc Olympic 2024 mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thế giới hạ vũ khí trong thời gian diễn ra Olympic mùa hè Paris năm 2024 từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 tới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nêu rõ toàn cầu hội tụ tại paris để tôn vinh sức mạnh của thể thao theo ông sự kiện olympic sẽ thắp lên những hy vọng vượt qua sự khác biệt giữa các nền văn hóa để đoàn kết mọi người thúc đẩy sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau theo tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp olympic ông kêu gọi các bên tham gia xung đột hạ vũ khí thiết lập những cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết và nỗ lực vì mục tiêu cuối cùng hòa bình cho tất cả mọi người tổng thư ký liên hợp quốc bày tỏ mong muốn ngọn đuốc olympic soi sáng con đường dẫn đến một thế giới hòa bình và hòa hợp vào tháng 11 năm 2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp Olympic, trong đó kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tuân thủ thỏa thuận này trong suốt khoảng thời gian từ ngày thứ Bảy trước khi khai mạc Olympic Paris 2024 cho đến ngày thứ Bảy sau khi bế mạc Paralympic 2024. Liên minh các đảng cánh tả của Pháp, mặt trận bình dân mới, vừa thông báo đã nhất trí đề cử một chuyên gia kinh tế làm ứng cử viên thủ tướng. Quyết định này được Liên minh các đảng cánh tả của Pháp, mặt trận bình dân mới đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi về đề cử thủ tướng kể từ khi Liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Hạ viện. Người được lựa chọn là bà Lucy Castet, 37 tuổi, một nhà kinh tế và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực chống trốn chốn thuế và tội phạm tài chính, cũng như trong lĩnh vực vận động cho các dịch vụ công. Bà Castet ít được công chúng Pháp biết đến do chỉ làm việc cho chính quyền thành phố Paris. Bà Castet cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của bà là hủy bỏ cải cách lương được Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy vào năm ngoái, đồng thời cải cách thuế để mọi người đều được công bằng. Mặc dù đã đạt được đồng thuận chấm dứt những tranh cãi nội bộ trong NFT giữa những thành viên của Đảng Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Cộng sản và Đảng nước Pháp bất khuất, Viết tắt là LFI nhưng vẫn còn nhiều trở ngại trước khi bà Castet có thể chính thức trở thành thủ tướng của chính phủ mới. Hiện tại tổng thống Macron tiếp tục giao cho thủ tướng Gabriel Attal và nội các nắm quyền tạm thời có thể trong vài tuần, ít nhất là đến khi Thế vận hội Olympic Paris 2024 kết thúc vào ngày 11 tháng 8 tới.